Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan theo toàn quốc. Hôm nay là 22 tháng 2 năm 2019 thì cơ sở chúng em mới bắt đầu có một phiên làm việc mới cho cái năm 2019. Sau một cái thời gian nghỉ Tết thì hôm nay mới bắt đầu lại đây. Thì những lời nói đầu thì em cũng xin được chúc tất cả các bạn đam mê lan theo toàn quốc là có một cái sức khỏe dồi dào, có một cái nền kinh tế mới nó dồi dào hơn và tiền tài rồi cũng dồi dào này. Nói chung là chúc các bạn, chúc những tất cả những cái gì tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta, gặp thật là nhiều may mắn. Và suốt thời gian nghỉ Tết vừa rồi đây thì cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền chúng em cũng nhận được rất là nhiều cuộc gọi từ các bạn, có phản hồi tốt có xấu có, và có những cái lời chúc từ các bạn đấy. Tất nhiên này, những cái lời chúc đấy là điều tất nhiên nhất mà các bạn ấy dành đến cho cơ sở chúng em. Là Ngọc Bền cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những bạn đấy đã thực sự quan tâm đến chúng em rất là nhiều. Và có những cái cuộc gọi mà do bận rộn quá mà bên Ngọc Bền chưa bắt máy được ấy, thì các bạn hãy lại tiếp tục liên lạc vào số điện thoại đấy của em để chúng ta giao lưu với nhau nhé. Đấy, số điện thoại của em là số 0984754102 nhé. Đấy, em nhắc lại số điện thoại của em là 0984754102 nhé các bạn nhé. Thì cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ạ. Thì hôm nay em cập nhật những cái loại hàng này về thì em cũng sẽ giới thiệu và chia sẻ luôn cho các bạn. Từ phiên hôm nay thì 22 tháng 2 này thì em lại tiếp tục bán hàng. Từ đây trở đi là số lượng hàng em sẽ cập nhật liên tục hàng ngày để chia sẻ cho các bạn luôn. Thì hôm nay có chừng khoảng 10 loại lan các bạn ạ. Hôm nay có chừng khoảng 10 loại lan. Thì có cũng số lượng sau Tết thì số lượng lan nó về cũng chưa nhiều đâu. Nên là em có những cái phần hàng kèn này. Rồi có đùi gà tròn đang nụ, đuôi trồn đang nụ, hoàng thảo vôi đang nụ, có long tu thân xanh hoa tím này, loại đấy cũng đang chuẩn bị nụ rồi các bạn ạ. Có lan sơn thủy tiên, có hạc vĩ bắc nữa này, và có kiều vàng, có cả lan hương rừng hay điện biên đông các bạn ạ, thân vàng óng cực kỳ đẹp luôn. Có cả lan trúc mành và có một chút thanh đạm sữa. Và rồi bây giờ em đi vào giới thiệu và chi tiết giá về từng loại luôn của phiên ngày hôm nay. Thì ở ngay gần đây nhất thì em có phân là một combo gồm có một là lan đùi gà tròn, hai là lan đuôi trồn, ba là long tu, ba là hoàng thảo vôi, bốn là sơn thủy tiên, và năm là cái hương rừng là cái điện biên đông á, sáu là hạc vị bắc, cái bảy mặt hàng thứ bảy là cái trúc mành, mặt hàng thứ tám là lan kiều vàng nhé, và mặt hàng thứ chín là lan long tu thân xanh hoa tím đây. Đó là cây cũng đang nụ này. Và mặt hàng thứ 10 là cái thanh đạm sữa. Thanh đạm sữa thì bây giờ đang bắt đầu cũng đang nụ rồi nhé. Và thứ 11 đây là cái mặt hàng em có tặng kèm theo cho các bạn là hai kiến trầm tím rừng Lào nhé các bạn nhé. Hai kiến trầm tím rừng Lào thì đây, đây là một kiến con. Cái này là hàng bóc rừng về nên là những cái con này rất là nhỏ. Đấy, đây là cái phần số 11 này là trầm tím rừng Lào nhé các bạn nhé.
Đó. Thì một combo như vậy là có giá là 500 nghìn các bạn ạ. Một combo như vậy gồm có 11 loại lan là có giá là 500 nghìn. Nhá các bạn nhá. Đó. Đấy, combo đây. Cái này là thanh nậm sứa này, đủ chúng ta trồng một giỏ. Cái này cũng đủ để trồng một giỏ đây. Cây đang ra nụ rất là nhiều như vậy đây. Cái loại này thì thân nó xanh và cho hoa màu tím nhé các bạn nhé. Long tu thì nó có hai loại như vậy đấy. Còn đây là cái kiều vàng đây, cũng đủ để chúng ta trồng một giỏ luôn này. Còn đây là trúc mành này, trúc mành cũng đang nụ nhé các bạn nhé, nụ rất là nhiều luôn. Cái này thì em có để lúc Tết là có một lô là dân họ đi về nên là họ có lấy về cho chúng em, là em để luôn từ 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 mấy ngày hôm Tết rồi. Thì nhìn thân của nó sẽ có hơi héo một chút các bạn nhé, nhưng không sao cả, tại vì nó vẫn cho nụ rất là bình thường, nụ rất là nhiều luôn đây bạn. Đây những cái nụ trắng trắng này là nụ nhá các bạn nhé. Đấy, hạc vĩ thì mùa này thì những cái nụ nó ra dài quá nó hay bị hỏng nhiều rồi các bạn ạ. Hạc vĩ thì cái nụ thì không không còn nhiều rồi các bạn ạ, nụ còn lác đác nụ thôi. Còn cái điện biên đông này thì cũng đang ra nụ như này đây các bạn ạ, nụ nó đây, nụ đang ra dài như vậy ở đây đấy. Đấy, mặt hàng đang nụ nó hết ạ. Đấy, còn cái sơn thủy tiên thì bây giờ cũng đang nứt nụ nhé các bạn nhé. Đây, sơn thủy tiên đang nứt nụ này. Đó. Đấy, đây, đây. Đây. Đấy, đang nụ trắng trắng này. Đó. Đây là cái sơn thủy tiên đây. Còn đây, hoàng thảo vôi đây. Hoàng thảo vôi đang lên nụ đây. Nói chung là cái mùa mà mùa cây nở hoa là mùa 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 cũng là mùa ghép rất là thuận lợi, tại vì nó vừa nở hoa là cũng nó cũng vừa lên mầm luôn các bạn ạ. Đấy, cây đang lên nụ rất là nhiều luôn. Đấy, nụ vôi thì hoa vôi cũng màu trắng và có cái lưỡi. À, hoa vôi là cánh của nó là màu tím mà cái lưỡi của nó là màu trắng như vôi á. Đó. Còn đây là lan đuôi chồn đây, đuôi chồn cũng đang nụ này. Đó. Đuôi chồn đang nụ đây. Và lan đùi gà tròn đang nụ rất là to như vậy rồi đây. Về chúng ta là chỉ sau một tuần chục ngày là bắt đầu nở hoa nhé các bạn nhé. Đây lan đùi gà tròn đây. Đấy, một combo như vậy là có giá là 500 nghìn nhé các bạn nhé. Còn ở đây là những cái phần kèn rừng đây. Phần kèn rừng có những cái nụ đây. Nụ đã tím lịm như vậy rồi, nở hoa ra là tím đậm cực kỳ luôn các bạn ạ. Cái này là em cũng để luôn từ lúc Tết. Để luôn từ lúc Tết là những cái nụ này em để ở trong cối không thì nó vẫn còn hơi màu trắng trắng đấy. Đấy, những cái bông này nó đã sổ này, cánh cực kỳ tím tím luôn này. Đấy, những bông này là lá sổ đấy, chẳng qua em chất đống để nên là không treo được ấy, nó không nở căng được các bạn ạ. Đấy, đây những cái phần kèn này có giá là 400.000 thôi các bạn ạ. Những cái phần kèn này thì có giá là 400.000 một phần nhé các bạn nhé. Đang nụ rất là nhiều luôn này, nụ chi chít này. Trong lúc gửi hàng đi em sẽ gọi, cố gắng gọi cẩn thận để cho các bạn xem được những cái mặt bông kèn này. Đó. Ở đây thì em có 10 độ khoảng chục phần đó. 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần, 6 phần, 7 phần, 8 phần, 9 phần. 9 phần kèn rừng nhé các bạn nhé. Mỗi phần là 400.000 một phần thôi. Đấy, phần nào cũng có nụ có bông. Còn ở đây em có cái hai cái phần này nhỏ nhỏ hơn, hai phần nhỏ nhỏ này có giá là 250.000 nhé các bạn nhé. 250.000 cái phần nhỏ nhỏ này đó. Mỗi một phần kèn 400.000 này nó sẽ tương ứng với bốn thân đang hoa các bạn ạ. Đấy, những bốn thân này này, đấy bốn thân đang hoa này thì sắp tới nó cũng sẽ lên những cái mầm gốc này như này luôn. Đấy, những cái mầm gốc này em sẽ cố gắng quấn bảo quản làm sao về chúng ta nuôi trồng lên một cách ổn định nhất. Đấy, cho dù là nó có bị gãy thì nó sẽ lên mầm mới thôi, nhưng mà những cái mầm này là mầm 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 khỏe nhất của cây các bạn ạ. Đấy, cứ mỗi phần này là có bốn thân nhé các bạn nhé. Đấy, cái này cũng vậy này, cái này thì có tầm khoảng 5-6 thân, cái ngăn ngắn này 250 này đó. Còn đây là những cái mặt hàng kg các bạn ạ.
Mặt hàng kg thì em có hoàng thảo vôi, cái loại hàng cây xấu xấu này thì là có giá là 180.000 một cân thôi. Đấy, hoàng thảo vôi đang có nụ hết mà. Đây này, hoàng thảo vôi đây đang nụ rất là nhiều luôn. Còn cái loại hàng đẹp này thì em hôm nay phiên hôm nay thì cũng để giá rất là rẻ luôn. Là 230.000 một cân nhé các bạn nhé. 230.000 một cân này, hoàng thảo vôi loại hàng đẹp này. Còn đây là lan đuôi chồn. Lan đuôi chồn Bắc này thì cho hoa màu trắng rất là đẹp các bạn ạ. Trắng hồng rất là đẹp. Đấy, loại này có giá là 200.000 một cân thôi. Đấy. Đuôi chồn Bắc này rất là tươi rõ rõ luôn mà rất là nhiều nụ này. Đấy, nụ ra chi chít luôn này. Đấy, như cây này đây đang ra hai nụ luôn này, hai nụ hai bên này. Đấy, cây này cũng đang nụ này. Nụ rất là nhiều nhá. Đó, 200.000 một cân này. Còn cái này là đùi gà tròn đây, cũng nụ chi chít luôn này. Những cái nụ đùi gà tròn rất là khỏe nên là trong lúc vận chuyển thì nó cũng không ảnh hưởng mấy đến cái nụ hoa của nó. Đấy. Nụ hết đây này. Chi chít nụ luôn. Loại này thì có giá là 200.000 một cân. Đấy. Hàng nó đều đều nhau thôi. 200.000 một cân. Đùi gà này đùi gà rừng Tây Bắc nhé các bạn nhé. Đấy. Còn có một loại đùi gà hàng rừng Lào nữa cơ. Nhưng mà hàng rừng Lào thì nó thân nó dài hơn và thân nó không được vàng óng như cái hàng Tây Bắc này. Đấy. Còn đây Sơn Thủy Tiên đây, Sơn Thủy Tiên cũng đang mùa nụ nhá. Cây cũng nhỏ nhỏ vừa vừa. Loại này rất dễ trồng và nuôi lên thì sẽ cho chúng ta những cái chậu hoa sẽ rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy nhỏ nhỏ mà đẹp này. Hàng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy Sơn Thủy Tiên thì phiên hôm nay có giá là 180.000 một cân thôi các bạn. Rất là rẻ. Đấy. Đấy đang nụ rất là nhiều này. Đó. Nhỏ của nó cũng cho nụ nhá các bạn nhá. Thì cả nhỏ nó cũng cho nụ rất là ấy luôn. Nhưng mà chưa có lác, bây giờ đang lác đác là mùa nụ của nó nên là nó đang lác đác chớm nở nụ thôi. Đây kể cả những thân như này nó vẫn cho nụ hết các bạn. Đấy. Chưa thấy có nhỉ. Kể cả những thân dài cũng chưa thấy có này. Đấy. Đấy, bây giờ đang bắt đầu đi vào chớm vào đầu mùa nụ này. Hàng rất đẹp luôn. Nói chung là mà đợt đầu năm này là hàng mà xấu thì em sẽ không giao lưu các bạn đâu. Hàng xấu thì em để vào vườn em trồng tiếp. Hàng rất đẹp luôn này. Đấy. Đó. Cực kỳ đẹp. Đấy, những thân nhỏ nhỏ này nó vẫn có ngồng hoa từ rừng này. Đấy, ngồng hoa cũ già này. Đấy, đây, đang nụ đây. Đấy, nhỏ nhỏ như này mình vẫn đang nụ hết rồi đây. Sơn Thủy Tiên. Nói chung Sơn Thủy Tiên thì trồng nhỏ nó có cái vẻ đẹp nhỏ của nó đúng không? Đấy, hàng rất đẹp này. Dề đẹp luôn này. Đấy. Đấy. 180.000 một cân thôi, Sơn Thủy Tiên. Còn đây là hạt vĩ bắc này. Hạt vĩ bắc thân này là thân tím luôn chứ còn không phải là thân trắng nữa các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Dòng này sẽ cho hoa tím đậm này. Đấy, nụ đây, có những bông mà nó đã nở như này đây. Thì cái này chất đống thì nó chưa được màu chuẩn đâu nha các bạn nhé. Có cây thì nó vẫn còn đang nụ như này các bạn ạ. Đấy, như cây này vẫn còn đang nụ này. Đấy. Hạt vĩ bắc này có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Hàng rất là khô rong luôn này. Về chúng ta ghép trồng lên là sẽ cây sẽ ra mầm ra kỳ rất là nhiều luôn đấy. Đấy, 250 một cân thôi. Đó. Còn đây là long tua đá hoa tím này chắc chỉ đủ để chia sẻ combo cho các bạn thôi. Về tại vì về số lượng nó ít. Đây như cây này bị thối gốc thì chúng em sẽ loại bỏ ra không gửi hàng cho các bạn nữa. Tại vì cây này thì nó chỉ còn cơ hội là lên được cây kỳ con thôi. Chứ còn mầm gốc thì nó hỏng này. Đấy, cây này nó bị thối gốc rồi này. Vàng vàng hết gốc rồi. Đấy. Nó phải như này đây. Đấy, nó đang ra mầm gốc đây. Đó, đang nảy mầm gốc đây. Đấy, gốc nó phải xanh như này thì nó mới nảy được mầm gốc nhé các bạn nhé. Đấy. Thân xanh hoa tím, loại này thì cũng có giá là 250 một cân thôi nhưng mà chắc chỉ đủ chia sẻ combo cho mọi người. Còn đây là kiều vàng đây. Kiều vàng phiên hôm nay có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé.
Kiều vàng đang chuẩn bị đi vào mùa nụ nhé các bạn. Tại vì dòng này nó sẽ nở hoa vào từ tháng 4, tháng 5 đến kéo dài đến tận tháng 7 nhé các bạn nhé. Đấy là những cái tháng mà em tính theo tháng âm lịch á. Đó. Cây đang ra rễ rất là mạnh luôn này. Đấy. Đây, rễ này đang ra rất là mạnh luôn, những rễ trắng trắng này là đang ra đấy. Đang bắn rễ đấy các bạn ạ. Mùa xuân thì mùa đâm chồi nảy lộc các bạn ạ. Đó. Cây đang sưng nụ này. Đấy, như đây này, mắt nụ đang sưng rồi này. Đấy. 150.000 một cân thôi. Còn cái này đây là hương rừng đây. Là lan Điện Biên Đông đây. Hàng kg thì có giá là 180.000 một cân nhé các bạn nhé. 180.000 một cân. Đó. Các bạn có thể lấy từ 3 lại là đủ trồng một giỏ rồi. Đây còn đây là cái lan trúc mành đây. Đấy. Nhìn nó sẽ hơi khô queo một chút nhưng mà cái này thì nó vẫn cho nụ cho bông bình thường các bạn ạ. Cho nụ cho bông bình thường đây. Đấy, nhìn nó như là mỡ rơm luôn, mỡ rơm mỡ rạ, nhưng mà nụ đây, nụ đang sưng chi chít rất là nhiều luôn. Về mà vì cái này em cũng để trong thùng á và để ở trong phòng tối nữa nên là đây nụ rất là nhiều luôn này. Những cái nụ trắng trắng này, những cái mầm trắng trắng này đều là nụ hết này, chi chít luôn các bạn ạ. Đó, cái trúc mành thì có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Trúc mành thì chúng ta có thể lấy từ 3 lạng là chơi nụ thoải mái thôi. Chơi một giỏ rất là đẹp rồi, tại vì nó rất là khô và nó rất là nhẹ luôn các bạn ạ. Vậy và còn đây là em còn đấy, còn ít thanh đạm này. Thanh đạm này chắc chỉ đủ chia vào combo cho các bạn thôi. Thanh đạm nó luôn có giá là 100.000 thôi. Đó. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan của em mà muốn chia sẻ cho mọi người từ phiên hôm nay. Thì gồm có những bằng này loại đây. Thì các bạn thích mặt hàng nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984754102 nhé. Cơ sở lan rừng chúng em thì ở Cao Bằng, ở ngay thành phố Cao Bằng, và sẽ nhận đơn hàng các bạn và gửi hàng luôn cho các bạn trong ngày nhé. Thì giá chi tiết của từng loại thì em đã báo giá và chưa mức giá đấy là chưa bao gồm có phí ship để gửi hàng đi cho các bạn đâu nhé. Đó. Rồi, Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đang bên trên toàn quốc nhé.